Xin chào xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác một con máy rửa bát ngon bột rẻ. Chỉ bỏ ra hơn 2 triệu thôi là các bác có một con máy rửa bát phục vụ gia đình nhà mình rồi. Ở đây nó là cái chiếc TM1 các bác nhé, mã số 2. Đấy. Cái chiếc này thì em bán là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Đấy, các bác nào chỉ cần bỏ ra hơn 2 triệu thôi là các bác có một con máy rửa bát rồi, bao giá rẻ nhất toàn quốc nhé. 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Đấy, kích thước còn khá là ok đẹp này các bác này. Chưa bao giờ máy rửa bát rẻ như bây giờ luôn, rất rẻ. Những con máy này thời điểm trước thì có giá trên 4 triệu. Và bây giờ các bác, kể cả các bác vào các cái trang mạng, họ vẫn bán những con này trên 3-4 triệu là bình thường. Như bên em thì giá hạ thì em cập nhật bán rẻ ngay. Rửa với nước nóng 80 độ C đầy đủ các bác nhé. Rồi là thời gian sấy các thứ, chu trình rửa mạnh nhẹ các kiểu vô tư luôn, đầy đủ tất cả tính năng. Đấy. Nội thất thì nói chung là cũng ở mức bình thường, trung bình. Đấy. Giá rẻ. Rửa với nước nóng thay rác này, bằng máy xo đốt này, rồi thay để bột rửa. 2 triệu rưỡi bao ship coi nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua máy rửa bát phục vụ gia đình thì các bạn ủng hộ em nhé. Chào các bạn.